Phiên Sang Sang bị ném đá dữ dội vì mang danh Nike, trong khi loạt sao hàng Cbiz hủy hợp đồng. Sau sự kiện Bông Tân Cương, nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới bị liệt vào danh sách đen, đối mặt với cơn bão tẩy chay của người dân Trung Quốc vì dám đi ngược lại với quan điểm của họ. Những thương hiệu bị dân tình đất nước tỷ dân ghét bỏ nhất chính là hai hãng giày thể thao nổi tiếng Nike và Adidas, bởi vì cả hai hãng này có động thái chống đối gay gắt nhất. Những nghệ sĩ tại giới giải trí Hoa ngữ vội vàng chấm dứt hợp tác, cắt đứt mối quan hệ với những thương hiệu này nhằm tránh bị liên lụy. Từ hủy hợp đồng đến cuộc sống cá nhân của mình, những ngôi sao cũng chẳng dám khoác lên người hay mang các thương hiệu nằm trong blacklist nữa. Hoàng Hiên và Tống Thiến là hai nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng về sự việc này. Cả hai lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp tác với H&M, thương hiệu mở đầu cho việc ồn ào này. Tiếp đến, hàng loạt thương hiệu đình đám như Nike, Adidas, Burberry, Converse lần lượt đứng về chiến tuyến của H&M, đi ngược lại với quan điểm của người dân xứ Trung về vụ việc Bông Tân Cương, khiến làn sóng tẩy chay nổ ra trên diện rộng. Mới đây, gà cưng một thời của vua chính Phiên Sang Sang đã trở thành đối tượng bị dân mạng Trung ném đá dữ dội chỉ vì cô dám đăng bức ảnh mang giày Nike trên tài khoản Weibo cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên bị chỉ trích là vô cùng kém tinh tế và không biết suy nghĩ. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, bài viết của Phiên Sang Sang chỉnh sửa nhiều lần rồi cuối cùng buộc phải xóa hẳn trước áp lực từ phía cộng đồng mạng. Người đại diện của nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng những bức ảnh này cô chụp đã lâu, giờ mới đăng lên, cô tình quên mất khi ấy lại mang giày Nike. Adidas chính là thương hiệu nằm trong blacklist có nhiều sự hợp tác nhất với nghệ sĩ. Vì thế, dân mạng hồi hộp chờ xem đâu là cái tên can đảm nhất trong dàn nghệ sĩ hạng A dám đứng ra công bố hủy hợp đồng với Adidas. Trước sức ép của dư luận, dịch Dương Thiên Tỷ là ngôi sao nổ ngồi sống tiên phong trong vụ việc này, tiếp đến là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Lập Nông, Đặng Luân, Angelababy, Vương Gia Nhĩ, Tống Nghiên Phi, Bành Vũ Yến, Nhậm Mẫn cũng say goodbye với Adidas. Sau một ngày dậy sóng, Vương Nhất Bác, Đàm Tùng Vận là hai ngôi sao tiếp theo lên tiếng hủy hợp đồng với Nike. Đối thủ nàng ký của Nike và Adidas cũng trở thành đối tượng bị dân tình đưa vào tầm ngắm, và đương nhiên, những nghệ sĩ hợp tác với thương hiệu này cũng bị điểm tên. Đúng như dự đoán, những minh tinh Hoa ngữ lần lượt công bố chấm dứt quan hệ với các thương hiệu bị đưa vào danh sách đen. Mới đầu chính là Trương Nghệ Hưng với văn bản thông báo hủy bỏ hợp tác cùng hai thương hiệu Converse và Calvin Klein. Converse còn mất thêm hai người đại diện khác là Âu Dương Nana và Bạch Kính Tinh khi họ tuyên bố dứt áo ra đi. Một hãng thời trang thể thao khác là Puma cũng theo gót Nike, Adidas khi bị những nghệ sĩ Lý Hiền, Dương Dương và Lưu Hạo Nhiên chấm dứt hợp tác. Hàng loạt ngôi sao đình đám đều ra thông báo chấm dứt hợp tác với những thương hiệu có liên quan trong sự việc Bông Tân Cương, khiến cho những nghệ sĩ chưa có động thái tương tự buộc phải toát mồ hôi, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Trung Quốc. Về phần Phiên Sang Sang, nữ diễn viên từng là gà cưng, được biên kịch Vàng Vua Chính hết lòng nâng đỡ, được xem là gà cưng của công ty Hoang Ngu. Cô từng góp mặt trong bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, trong vai cung nữ Như Băng, từ đó được Vua Chính bắt đầu chú ý. Tiếp sau đó, Phiên Sang Sang liên tục vào nhiều dự án phim do Hoàng Ngu sản xuất dưới sự nâng đỡ tận tình của vua chính như Mỹ Nhân Như Họa, Tan Tâm Thuật, Cung Tỏa Châu Liêm, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng cho dù được vua chính trợ giúp đến cỡ nào, thì giờ Phiên Sang Sang vẫn mãi chưa thể nổi tiếng.